xuất hiện tại Việt Nam từ cuối năm 2020. Đến nay, cả nước đã có trên 1.660 ổ dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, xảy ra tại 1.622 xã thuộc 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố, với tổng số gia súc mắc bệnh trên 44.000 con, số trâu bò chết và tiêu hủy trên 5.100 con. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Tại Yên Bái, dịch viêm da nổi cục xuất hiện khá muộn so với một số địa phương khác ở miền Bắc. Ngày 29 tháng 3 năm 2021, đàn bò của gia đình anh Hà Huy Giáp ở bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên xuất hiện các triệu chứng của bệnh viêm da nổi cục. Điều đáng nói là đàn bò này anh Giáp vừa mua của một hộ gia đình ở Thái Bình về, được 3 ngày thì phát bệnh. Giống bò địa phương nên nó nhỏ, nó di bò, thấy giống bò ở dưới thì nó đẹp thì mình tiện đi mình mua cám, chở thuê cám lợn ở công ty thì mình thấy đẹp thì mình mua 2 con, 3 con về để mình làm giống. Khi về nhà được khoảng 3 ngày sau thì mình thấy nó có biểu hiện lạ, nó nổi cục lên thì mình báo chính quyền địa phương lên thì xem nó là bệnh gì, thì sau này mình biết là bệnh viêm da nổi cục. Sau khi dịch viêm da nổi cục xuất hiện ở huyện Trấn Yên không lâu, nhiều con bò của gia đình anh Nguyễn Văn Công ở thôn Gò Cấm, xã Vân Hội cũng xuất hiện các triệu chứng sốt nhẹ, kém ăn, toàn thân nổi nốt sần. Sau khi có kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương xác định đàn bò của gia đình bị bệnh viêm da nổi cục, cán bộ thú y xã cùng gia đình đã tiến hành tiêu hủy những con bò bị bệnh. Tuy nhiên, đàn bò của gia đình được nuôi nhốt hoàn toàn biệt lập nên anh Công cũng chưa biết nguồn lây bệnh từ đâu. Chăn nuôi tại chuồng chứ không đem đi đâu cả. Không, mà tôi cũng chỉ là ở nhà đóng cái vai trò là chăn nuôi thôi. Thế thì cái cỏ nhà tôi cắt thì cũng là ở sát chuồng thôi. Đây bò nhà tôi đẻ ra là cách đây gần 10 năm rồi. Những con bò già thì bán đi rồi. Còn bây giờ là có 3 con thì bây giờ chết một qua chôn con rồi. Bây giờ còn 2 con. Nhưng đến hiện nay thì đối với xã thì cũng chưa xác định được nguyên nhân. Bởi vì là gia đình này ở biệt lập và trâu bò thì không có việc chăn thả. Xã vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và tăng cường cái công tác phòng dịch, mà đặc biệt là không vận chuyển trâu bò ở nơi khác về, thế và đồng thời là không đưa trâu bò ở địa bàn xã ra các cái địa bàn khác. Bệnh viêm da nổi cục xuất hiện đang lây lan ra nhiều địa bàn của tỉnh Yên Bái, khiến người chăn nuôi không khỏi lo lắng. Ngoài một số gia đình đã xác định được nguồn lây, thì việc người dân tự ý mua trâu bò không được kiểm dịch của các địa phương khác về cũng là nguyên nhân khiến cho dịch bệnh lây lan. Do vậy, vấn đề đặt ra hiện nay là phải tăng cường công tác kiểm soát việc mua bán, vận chuyển trâu bò ra vào địa bàn có dịch. Cái khó khăn nhất trong công tác phòng chống bệnh là cái việc mà bà con nhân dân nhập đàn mà không khai báo lại chính quyền. Tiến tới thì đối với tiêu ủy chính quyền xã cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền cũng như là vận động bà con dân để nắm được các cái chủ trương và những nội dung công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo về tốt cho công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Viêm da nổi cục là loại dịch bệnh mới xuất hiện lần đầu ở Việt Nam. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, bệnh viêm da nổi cục là bệnh truyền nhiễm do virus thuộc họ Poviridae gây ra trên trâu bò và không lây sang người. Bệnh lây truyền chủ yếu qua côn trùng đốt hoặc tiếp xúc giữa gia súc bị bệnh và gia súc khỏe mạnh. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 4 đến 14 ngày. Do là loại bệnh mới, chưa có thuốc điều trị nên công tác dập dịch còn gặp rất nhiều khó khăn. Các hộ chăn nuôi cần phải thực hiện tốt mấy cái biện pháp như là thứ nhất là vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường xung quanh, phun khử trùng tiêu độc và phun thuốc diệt ve, ruồi, mòng, côn trùng, quản lý chặt chẽ cái việc vận chuyển trâu bò từ nơi này qua nơi khác, từ tỉnh nọ qua tỉnh khác và nhất là từ những địa phương đã có dịch để hạn chế nhất cái việc lây lan từ nơi này qua nơi khác. Tại tỉnh Thái Nguyên, dịch viêm da nổi cục xuất hiện trên đàn trâu bò đã lây ra 7 trên 9 huyện, thị xã với tổng số trên 280 con mắc bệnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt nhằm khống chế, khoanh vùng dập dịch. Gia đình ông Hà Quang Cảnh ở xóm Làng Chảo, xã Động Đạt, huyện Phú Lương nuôi 10 con bò và 7 con ngựa, trong đó 2 con bò đã mắc bệnh viêm da nổi cục. Được sự hướng dẫn của cán bộ thú y xã, gia đình ông vừa tiêm thuốc cho đàn bò, bổ sung vitamin và thường xuyên tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại. Bên thú y họ tư vấn xong là bán thuốc cho, là nói chung là về để mình mua thuốc khử trùng về vôi bột mình vãi. Rồi thì là đấy, mua thuốc về mình tiêm. Đấy, tiêm thì đầu tiên thì một ngày nhất, ngày hai thì là bắt đầu nó có hiện tượng nó có giảm. Đấy, cho nên bây giờ vẫn đang điều trị. Hiện nay, thời tiết đang chuyển mùa, độ ẩm cao làm giảm sức đề kháng của đàn trâu bò. Bên cạnh đó, thời tiết ẩm cũng tạo thuận lợi cho các loại côn trùng hút máu như ve, muỗi mỏng là vật chủ trung gian truyền bệnh viêm da nổi cục phát triển. Vì vậy, nguy cơ bệnh lây lan bùng phát trong thời gian tới là rất cao. Trước tình hình trên, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khống chế dịch. Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra. Và nếu như mà con nào có hiện tượng thì chúng tôi đều lấy mẫu để đi xét nghiệm. Và khi có kết quả rồi thì thực hiện cái việc công bố dịch và đồng thời là khoanh vùng rồi là cách ly, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con nhân dân thực hiện nghiêm các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Đối với huyện Đồng Hỷ, hiện nay đã có trên 80 con trâu bò của các hộ dân ở 12 xã mắc bệnh viêm da nổi cục. Huyện đã yêu cầu phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương có dịch tuyên truyền người dân cách ly đàn trâu bò mắc bệnh với những con còn khỏe mạnh để theo dõi và hạn chế lây lan dịch bệnh. Chúng tôi đã chỉ đạo các xã trấn quản lý chặt chẽ cái số lượng trâu bò trên địa bàn xã, đồng thời đề nghị các hộ dân ký cam kết là không vận chuyển giết mổ trong quá trình có dịch để đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch trong thời gian tới được thuận lợi. Hiện nay, đa số người dân chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ, chuồng trại ẩm thấp là điều kiện để virus lưu giữ, phát triển trong môi trường và lây nhiễm nhanh. Trước tình hình đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp 12.000 lít hóa chất và 100 kg thuốc sát trùng cho các địa phương tiến hành khử trùng tiêu độc ở vùng dịch uy hiếp. Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các điểm giết mổ, trung chuyển trâu bò và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để xác định tác nhân gây bệnh. Tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống thì cục thú y đã ban hành các hướng dẫn rất là cụ thể về nhận biết cũng như các biện pháp phòng chống. Khi dịch bệnh xảy ra thì Bộ Nông nghiệp đã ban hành nhiều văn bản, nhiều công điện chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai chống dịch khẩn cấp. Dịch viêm da nổi cục xảy ra theo mùa, chủ yếu vào những tháng ấm khi côn trùng phát triển mạnh khiến dịch bệnh lây lan nhanh. Hiện tại, bệnh chưa có thuốc đặc trị mà phòng ngừa chủ yếu bằng tiêm vaccine. Thời gian qua, ngành nông nghiệp và các địa phương đã nhanh chóng triển khai tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu bò. Tại tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cung cấp trên 37.000 liều vaccine cho các huyện tiêm phòng bao vây khống chế dịch, đồng thời liên hệ đơn vị cung ứng để mua thêm vaccine cho các địa phương có nhu cầu trong thời gian tới. Hiện nay thì Bộ đã cho phép nhập khẩu là trên 4 triệu liều vaccine và trong đó thì các doanh nghiệp đã nhập khẩu và cung ứng đưa xuống các địa phương để tổ chức triển khai tiêm phòng là trên 1 triệu liều. Và trong thời gian tới thì Bộ đã có văn bản chỉ đạo quán triệt cái công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là giải pháp là phòng bệnh bằng vaccine, thì trong thời gian tới là các địa phương đang tích cực triển khai. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, thời gian tới dịch viêm da nổi cục sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp và lây lan trên diện rộng. Vì vậy, các địa phương cần triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch viêm da nổi cục trên trâu bò để xử lý dứt điểm các ổ dịch theo đúng quy định, không để dịch lây lan kéo dài, tổ chức tốt việc tiêm vaccine và giám sát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu bò. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi, cùng chung tay trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Có như vậy, công tác phòng chống dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu bò mới thực sự hiệu quả.